chia nhà thôi. Nó nghe là mấy cái này mà nó để ý không có khi nào mà nhan gần hết là mình phải chấp nối cây mới với lại đàn cày. Nó không qua nhan gần hết đâu, nó làm luôn. Ồ, phải để ý cái vụ này phải chấp nối, chấp nối. Để tối con nằm ở đây con canh. Con lấy cái đồ chải á, cái bố á. Được cày cho con. Xíu là lấy là mình đưa vô chùa luôn hả con? Hồi nãy có á, lát nữa hẹn mình 3 giờ tới lấy. Dạ. Mình gửi chùa Kiên Tôn. Gần đây không con? Ở quận 5 á con. À. Trước đây mình ở quận 5. Đi thăm cho nó tiện ha. Trước đây mình ở quận 5. Dạ. Hôm nay con ghé qua ông thăm anh Minh lần cuối rồi thắp cho anh nó nhang. Với lại thứ hai là con gửi 1 triệu đồng của một bạn ở Sài Gòn á, gửi cho cô. Dạ. Con gửi cho cô luôn. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Thôi giờ chắc con cũng xin phép về đi làm luôn ha. Bây giờ xin phép về đi làm. Dạ. Rồi rồi thôi con chờ chút xíu nha. Đéo không phải. Đây mình đốt cho bằng mã cho ảnh ha. Đốt đó từ từ thôi mấy đứa ơi. Từ từ con. Cái bọc đó nó cháy rồi. Lấy cái bọc ra đi nó sao quá cháy. Hồi xưa anh Minh ý nguyện là đi theo cô cả đời luôn mà sao mình thay đổi mình đưa vô chùa rồi con. Tại vì lúc đầu là dì không biết. Dạ. Dì không biết là nó cứ nói mai mốt có gì con đi theo má nha má, con thương má lắm con đi theo má. Thì dì không biết dì nín thân, xong rồi dì đi hỏi. Hỏi xong mấy người lớn với mấy sư đó. Dạ. Thì kể tức cho dì nghe là đừng có như vậy. Tại vì á đi theo Phật á thì tốt, sẽ được đi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn đi theo gì á thì sẽ đi vô sáu nẻo luân hồi. Cho nên á gì nạt nó gì la nó không, con không có được theo mẹ. Con thấy mẹ không khổ quá trời, con nhìn thấy mẹ khổ. Con đi theo mẹ để con vướng khổ thêm nữa.
không, con phải đi theo Phật. Giờ nó cũng gật gật, nó cũng chịu. Sau này nói cái gì là nó nín thinh, nó nghe rồi nó nghe lời mình luôn. Vậy là giờ là gửi vô chùa còn năm hai, lâu lâu mình ghé qua thăm bạn. À, như vậy nha con. Dạ. Này kiếp xa xa kìa. Con để bó nhang, để bó nhang bên đây. Và nhang để cúng Phật cây trang vậy luôn. Cúng Phật xong là nó cúng mình. Có cái này nước. Có. Tam trang bị hai cái nước. Mình không chạy ăn thôi. Qua anh mình lại về à. Vâng. Hồi nãy An có kể với bé chưa? An kể với con mà mình tối ngủ tại vì An cũng về quê. An cũng là bạn thân một trong của ba bạn thân của em. Chắc là sáng nay đi rồi ha. Sáng nay qua rồi, sáng nay qua rồi, đang thiên hờn qua, không có kịp thắp nhang, cho nó mới thắp nhang được. Dạ ha. Dạ qua sáng nay là bạn An đâu có kịp tiễn ra chỗ. Kịp tiễn ra nhưng mà không có kịp lại thắp nhang. À không kịp thắp nhang ở đây ha. Xóm à, giúp đỡ gia đình An Minh cho những cái ngày này. À, lên chào khán giả nào. Chào xong rồi mấy ngày đây là mấy người hàng xóm đây rất là tốt bụng này, ngồi làm đồ chay rồi giúp đỡ gia đình An Minh rất nhiều cho những ngày qua. Trong xóm mình hình như là có đám ma nào mình cũng phụ giúp dễ hết ha. Đúng rồi. Vui quá. Là chỉ riêng biệt cái hẻm này thôi nha em, chứ mà đám nào đúng là rồi, tụi chị cũng đi đúng rồi. Đi lo hết nha. Đừng chiếc thì mình giúp. Con quay qua bà già đi, bà má má yêu chị á. Má bếp trưởng á. Dạ. Giới thiệu với em đây là bếp trưởng. Già đâu bếp trưởng gì, trưởng trẻ bếp trưởng mình chỉ là phụ thôi. Dạ. Bà má Việt Nam anh hùng á. Mới còn ăn là bên. Theo cái văn hóa của người Hoa mình thì đám tang là phải vui thì người mất mới ra đi thanh thản được ha. Dạ. Dạ. Tài thôi chứ không có ai tài nồng làm nổi. Dạ, người góp một tay giúp đỡ nhau ha. Không khác gì hết. Nó lá ra để quay cái mặt thôi. Quay cái mặt. Thôi con cảm ơn mọi người nha. Dạ, cảm ơn. Chào mọi người. Đây bạn, đây là những cô, những chị đã ngày qua là giúp đỡ gia đình An Minh làm đám tang cho anh à. Xóm cũng đoàn kết như vậy. Thôi mà ra đi, rất cảm ơn ổng bị nữa nè. Cảm ơn cái em nhiều. Dạ. Dạ. Còn ổng bị nữa nè. Dạ. Mà đóng với chị á, chị lên xe hoa em lại quay. Thôi giờ chắc là xin phép mọi người em về làm không? Dạ. 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 Dạ.